Chiếc này dàn chảo nó còn đẹp quá nè các bạn. Chắc dàn chảo cũng mới thay không lâu ha. Mùi khá đẹp luôn. Đèn cái báo á. Nếu mà nó như máy nó như 185 thì dung tích động cơ này vẫn là 4.1 lít thôi các bạn. Cũng như là 1 lít 4 máy ha. Piston vẫn là 1 lít 1 nha các bạn. Máy 185 thì nó 75 luôn. Của anh Long bán lại cho chủ khác thôi nha các bạn. Hồi nãy mới nghe anh kia nói là của anh Long bán lại cho chủ khác thôi nha. Xong còn của anh Long tôi hai nữa. Rồi, Dũng anh chào các bạn nha. Đây là chiếc 188 của anh Long ở tour 2. Đi dàn cài của Chính Bình ha. Ủa anh, bây giờ anh chạy bán anh cài hả? Hay là đại ơi? À trời. Dạ. Chiếc này dàn chảo nó còn đẹp quá nè các bạn. Chắc dàn chảo cũng mới thay không lâu ha. Dàn cài dàn Chính Bình, những cái gạt đất ha, nằm sát dàn chảo luôn ha, nên nó đã chảo chạy sạch nó không dính. Lâu ngày gặp lại, chiếc này vẫn đẹp như ngày nào các bạn, máy móc nó còn khá đẹp, khô ráo. Nó sao cho Otani nè, có như 18.430 ha. Ồ không phải, nó là 16.934. 16.934 ha các bạn. Một tám tám thì nó cũng như là 185 các bạn. Như máy nó cũng như 185 luôn á. Chiếc này mui thì khá đẹp ha. Mui khá đẹp luôn. Cái ghế thì mình cảm giác cái ghế nó ngồi nó hơi nghiêng ha, nó hơi chút về phía trước. Chút về phía trước nhưng mà cái chân mình chịu ha. Chân mình đạp mình chịu rồi nên nó lại cũng không sao. Cũng không có mỗi đích. Đèn cái báo đèn cháy báo bình. Báo bình là motor sạc hay không? Ủa anh tắt phá, chìa phá rồi mà cái đèn báo bình nó cũng cháy luôn hả? Mua tôi sạc á. Nó là lắp thường thường mấy dòng này là nó là cầu bụng hả các bạn. Nó vuột ra nè. Ủa vuột ra cái này khi mình gài cầu nó nhảy vô ta hay là mình gài tay? Không rành hả các bạn. Chắc gài tay quá, chứ là đâu thế nào bấm mà nó giả lên trên nó đưa vô. Ơi một lát nữa tài xế ra chạy cày, mình sẽ quay một cái clip cho các bạn xem chơi nha. Đây toàn cảnh con nó nè. 188 thì nếu mà nó như máy nó như 185 thì dung tích động cơ nó vẫn là 4.1 lít thôi các bạn. Cũng như là 1 lít 4 máy ha. Piston vẫn là 1 tấc lẻ 1 nha các bạn. Piston 1 tấc lẻ 1 75 HP. Này như là cũng 75, trên 75 chút xíu hay sao. Cũng máy cũng 75 luôn á. Máy 185 thì nó 75 luôn. Thầy nhớt gì nó bị xì ra. Nhưng mà cũng máy khô queo. Xe tour 2 thì ở tour 2 là chuyên hả bạn, chuyên về cái những dòng mà ép. Tour 2 với đồng khởi đó nè, xài mà ép rất nhiều luôn. Nguyên con đó nè. Trên tour 2 bữa nay còn lúa không anh? Còn lúa nhiều không? Dạ hết lúa hả? Nãy giờ mình qua bên kia mình quay cái chiếc 290 bên kia các bạn. Thì chiếc này nó ra cài cũng được nhiều rồi nè. Và để mình qua mình quay cho các bạn xem chạy vài vòng nữa nha. Đất này đất đốt gạ nha các bạn. Chằng chảo như là nhìn thấy lên đất cũng rất đẹp đó các bạn ơi.
chảo này chảo 66 ha, chảo này chắc cũng chủ mới thay ha. Chiếc này là của anh Long bán lại cho chủ khác đó nha các bạn. Hồi nãy mới nghe anh kia nói là của anh Long bán lại cho chủ khác rồi nha, sao không còn của anh Long tô hai nữa. Quang đất đẹp ghê ha. Sao cho chậm lại nè. Là ve lên trên lấy xuống cho nó bằng ha, đầu bự đầu nhỏ ha vậy, đầu bự đầu nhỏ nha. Chiếc này cái mùi nó bự lắm các bạn, cái mùi này dang dỏng nằm vô đã lắm á. Đều cài đất này thì đi nó bị bụi hết các bạn, tài xế hay bị cực nha. Chỉnh chảo lại. Chảo lên quận này nữa là sắp xong rồi nè các bạn. Thì các bạn biết mà khu vực ở đây là khu vực suối Dợp ha. Thì nó thuộc về xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh nha. Thì cái khu vực này anh em phần đông đa số là trồng bắp ha các bạn. Trồng bắp giống nha, chứ không phải là trồng bắp cho bò ăn. Tại vì cái vùng đất này là đất nó hơi thấp đó các bạn, nên nó là không có trồng mì được ha. Trồng mì nó sẽ bị thất bại nên trồng bắp nha. Rồi quận này là giáp rồi nha, không biết em trai có lắp rỗng hay không nha, hay là cài đầu vạc đây. Như lắp rỗng thì chạy xuống dưới cái nữa, xong rồi cài đầu vạc ở dưới, xong rồi chạy đầu vạc trên này ha. Vàng này thì xài lâu rồi các bạn, thì chạy đầu vạc này trước nha. Sơn nước sơn một lần rồi ha. Sơn nước sơn một lần này các bạn biết rồi, chắc chảo chắc thay có mấy xác chảo rồi. Chảo này còn đẹp nè, là mới thay đây nè. Trước hết là mình vét cái trong bờ ra trước nha, xong rồi mình mới ốp ngược lại. Chỗ đó có gì ha, đá hay là cục xi măng gì vậy? Và quay đầu đầu ốp ngược lại ha. Mấy chiếc này trợ lực ta lái rất nhẹ nha các bạn, xe nhẹ hiều luôn. Chỉ con cái chạy hơi bụi thôi, tài xế này còn trẻ nha, cả 20 tuổi đâu lại à. Từ từ nha, qua cho nó coi cái gì nha. Em trai này mình thấy là chạy là có canh lắm nè. Thứ nhất đó là các bạn biết sao không? Cái đầu này hồi nãy đổ xuống á. Hồi nãy đổ xuống á là cái miếng đất này các bạn, miếng đất này là nó sát cái đầu này luôn ha. Nhà sát cái đầu luôn nè. Khi mà một lát các bạn chạy bên kia chạy qua thì cái đầu này nó đã cài rồi đúng không? Đó là mình đã ha. Còn cái đầu bên kia thì nãy cái dạng dưới kia đổ lên thì dưới nguyên chiếc máy cài nè. Thì nó còn bị ra cả 2-3 mét ha. 3 mét 3 mét mấy vậy nè.
Vô vụ này thì tài xế chạy ngày chạy đêm nha các bạn. Tài xế chạy ngày chạy đêm luôn nha. Rồi, vét qua cái đó là xong ha. Dạ, chạy xuống dưới cho giặt vào dưới ha. Bây giờ là lắp cái rỗng lại nè, lắp rỗng giữa lên nha, lắp rỗng giữa là xong chạy xuống dưới luôn nha. Rồi, tất cả video kết thúc đây các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình ha. Thì lâu ngày gặp lại chiếc 188 nên quay cho các bạn xem một video nha. Chiếc này thì đó giờ mình quay mấy clip rồi các bạn. Xe của anh Long thì mình quay mấy clip rồi ha. Rồi, xin chào các bạn luôn nha.